Ok, và hello nha các bạn, quay trở lại với kênh của mình và lại mình đây Sakura. Mà lại mình đây Sakura thì ok, hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ làm điệp viên. Ok, bây giờ đây chính là cái con mà nó sẽ kiểu bảo vệ nè, còn đây là mình sĩ hay lính canh gì ở trỏng, mà nó có khả năng sẽ bảo vệ cái chỗ mà mình sẽ làm nhiệm vụ. Mình tắt nhạc đi các. Ok đi nào. Đúng chừng rồi mà. Để tôi bấm tường được thì phải. Đây. Nếu lên tối thui à, để tôi cầm miệng minh cắt. Ok đây à. Ok rớt xuống. Ui cái chỗ lưu điểm hồi sinh nè luôn, ở trong đây không có gì hết, qua phòng kia thử. Ủa hình quá. Ui hình kia. Sao tới cuối rồi mà lại đi té. Mực nha. Không nhảy được. Thôi thì nhảy về đi. Ok. Ấy có cái riêng này. Ô đá điện. Không, dây tính lạnh xăng. Chứ không phải đá điện. Nhảy xuống nhiều cho nhanh. Ô lộn chỗ. Kìa mọi người lính canh kìa. Mình sẽ cho các bạn thử nha. Đó, thấy không mọi người? Đó, họ sẽ bảo vệ cái chỗ đó. Nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt bọn này. Sau đó là tìm mấy cái kiểu là mấy cái khối điện gì đó đó mọi người, để gắn vô trong kia để mình kích hoạt. Mình nghe nói không dễ gì đâu, nên 100% nó sẽ còn. Wow, hình như xuất hiện á. Đúng không trời. Để mình ra nhận nha. Kìa có con nè. Bắn. Cố lên. Rồi ok mình sẽ. Ô là trời mọi người ơi. Trời ơi hốt hồn mà. Nhắm. Ủa tiếng gì vậy? Rồi nhậu chạy. Nhậu xong là phải chạy. Bọn này toàn chơi đánh đá không à. Chứ bằng súng một cái là mình sẽ toang liền. Hai bên kia rồi.
mẹ mày lấy thực đơn đi cho mày đúng cho nó đi chứ đứng lên theo người ta không được đâu. Cứ tuần mình làm món. Nên như mấy món hồi đầu ông bà đưa. Cố lên. Ui, sáng rồi, biết còn không ta? Qua bật đèn bên đây. Khoan bắn mày chút đi. Thịt riêng. Thịt gì đó. Nấm ruốc. Ô là trời. Rồi đi bắt đi. Thịt thịt kho vô rồi gì đó. Mẹ mày sao sợ hết á. Rồi trứng đồ, trứng nua, trứng đồ non, rồi ba món. Bánh canh là bốn, với món gì nữa? Như còn con đúng không ta? Còn con nè. Ok, let's go đi thôi. Đúng rồi, xin nè. Thấy sao có cái gì trên mạng á? Mấy cái bột lốc này á, tôi nhìn nó nhẹ vậy thôi, đôi khi nhảy lố quá cũng té. Chui cống hả? Tôm này mẹ không làm được hả? Cái chỗ có nè. À, khối kia kìa, đúng rồi. Đó đây, một khối. Ủa gì trời? Quên. Lúc đầu nó có mấy con này nè. Sẽ có con là có mô, một con là mô hình. Và sẽ có vài con sẽ là thiệt đó mọi người. Chỉ cần mình đi gần nó một cái là hơi toan đấy. Nó mình phải cố gắng làm sao để mà mình xác định được coi nó là thiệt hay giả. Đó, đây là hai con giả nè. Mới đầu mình vô một cái thiệt là hơi sợ. Ê, mình nhớ là bạn mình có nói là trong đây sẽ có hai con là thiệt nè. Bắn thử. Đó, mình biết thế nào cũng vậy mà. Thấy chưa cả nhà? U là trời. Mấy con này nó cũng đau lắm á nha. Chứ không phải đùa nha. Wow. Có lên. Trời ơi, giết nó. Yeah. Cố lên, sắp mất máu rồi. Chúng mày nè. What's up? Đó. Nó bên kia kìa. Giờ mình cầm súng lên mình chơi với nó luôn. Nhảy đánh kiếm quá là nhẹ rồi. Giờ chơi súng luôn. Chị. Tại vì mình thế thử là dùng súng bắn thì không được đâu.
100% là chúng ta phải dùng thử cái này. Đây là giả nha. Không ạ. Bỏ cộng đi rồi. Chúng ta chỉ còn thiếu là hai cục năng lượng thôi nha mọi người. Không, một cục nữa thôi. Ba cục rồi, hai cục rồi. Thiếu một cục nữa thôi là đủ rồi. Tỉnh. Kia rồi. Mình sẽ ok té nữa. Cái này sẽ không bao giờ bị mất đời cho dù có chết. Mà cũng phải nhảy cẩn thận tại vì á ngược đi thẳng thì dễ nhưng mà đi ngược lại khó lắm. Ha ha ha, biết sáng nào cũng vậy. Một trăm phần trăm mình sẽ chết đó, mình biết ngay mà. Có thế nào mình cũng phải chết một lần thôi. Nhớ bắt coi này, ít ra mình phải chết nhất là 5 lần đấy. Không dễ thì một lần đâu. Vậy cho nó chắc ăn, coi thử có con nào dí không đánh luôn. Wait, are you okay? Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải thoát khỏi chỗ này. Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Đi thôi. Nhìn cho nó chắc. Ok, kìa, sao té. Ok rồi. Ủa có chuyện gì vậy? Mở bánh cái này ra. Chuẩn. Biết thế nào mà cho những cái ngóc ngách cũng sẽ phải có một con mà. Chắc bên này cũng có. Qua lấy rương nào.
rồi còn gạt chi? Tìm bốn con gạt để thoát ra hả? Nhảy. Đây. Thang máy, nếu thang máy không hoạt động thì là do Miniwar cập nhật phiên bản mới nên thì ra lỗ. Thử nha. Úi được nè. Hay quá nhở. Hai cần gạt rồi. Ủa là thôi mình đi trong đây nha mọi người. Nó chôn đó. Mình sợ chôn lắm. Hai nè còn thiếu. Bên đây chẳng có gì cả. À cái rương hồi nãy nè. Ok. Đâu để tôi coi coi còn cái rương. Tôi có thể hát được mà đúng không? Rồi ok được rồi đi thôi. Lên con nào cả nhà ơi. Không biết sao mỗi lần tôi quay video một cái là máy của tôi nó hết dung lượng hoài luôn á trời. Nhảy gì mà trốn được tôi. Mèn ấu. Mực dễ sợ. Đi lộn đường nữa chứ. Bực nha. Ủa chưa chết luôn. Tôi biết mà. Bởi nhỏ nó kỳ. Nhà không biết cái gì hết trơn.
rồi mọi người ơi, nhanh lên. Yeah, mình đã thoát được rồi. Thì chắc chắn sẽ có tập 2 nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau là tập 2. Bye bye.